là danh bắn thu triều. Gà tao toàn gà chiến rồi mà. Bán cho tôi đi. Vẫn chơi hoài mày, gà tao kiếm cơm mà bán cho mày. Đá vô con, đá vô. Vô, 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 vô. Rồi, Thắng ơi, Thắng ơi, Thắng ơi. Thắng ơi, Thắng ơi. Trời ơi, Thắng ơi. Công nhận con nào mà đụng tới con thằng cơ cũng bà lém đầu vô nồi hết. Cưng quá cưng ơi, giỏi lắm con, giỏi lắm con trai. Tiếc cưng lắm, gom tiền. Gom tiền. Đây. Thôi, còn ai cám độ nữa không? Thôi gà ông đá kiểu này ai mà chơi được. Thôi về 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 đi. Thôi. Thôi. Vậy là thằng kê của ta vô địch rồi. Đứng lắm nha con. Đá trận nào rồi lụm trận nấy mà. Thôi xả hơi nha, vô chuồng đi, vô chuồng xả hơi chút đi đó. Đó. Xả hơi chút đi ha. Rồi xả hơi đi, ăn đi, uống đi. Tiếc cũng vô xả hơi chút mới được. Tạm cấp coi. Quá đã, quá đã. Mày lên đâu? Thằng nào dẫn sát lên cấp độ nữa vậy? Kiếm độ nữa coi. Kiếm độ nữa coi. Sao? Hôm nay trả tiền chưa? Đừng có ca bài ca con cá nha. Chú Bảy thông cảm. Nó nói cho tôi vài ngày nữa con tôi nó cho tiền rồi tôi trả luôn cho. Thôi đi cha nội, cái chiêu đó xưa rồi. Ông đợi chứ từ nào nữa? Bây giờ có chịu trả hay không? Trời ơi, chú cũng thông cảm. Anh em mình dân trong nghề không à, thấy không? Dân cờ gian bạc lận không à. Lỡ tôi thua quá tôi cũng máu me, cũng tính kiếm gỡ mà gỡ không được. Nhưng mà tôi nhớ kỹ là tôi cũng đâu còn thiếu mấy chú nhiêu đâu mà. Ông mượn tụi tôi 20 triệu cả năm nay rồi trả lắc nhắc. Trả cũng mười mấy triệu rồi. Cái đó là tiền lãi tới kỳ là phải đóng. Tiền gốc còn nguyên si đó ông nội. Trời đất ơi, tụi bay ăn gì ăn ác vậy? Cho vay ăn lời cắt cổ cái đó tiền đâu tao trả nổi. Hả? Từ đầu ông cũng biết tụi tôi là dân cho vay nặng lãi mà. Ông năn nỉ tụi tôi mượn. Rồi bây giờ sao? Dở quẻ hả? Sao? Bây giờ tao không có tiền trả nổi. Tụi bay muốn làm gì đó làm đi. Tao liệu mạng rồi đó. Vô coi có gì đập nát cho tao. Thôi đập banh nhà luôn không được nữa. Ủa mày quên cái câu cùi không sợ lỡ hả? Chẳng có gì hết. Lấy cái tivi cho tao. Mang cái của nợ đó đi giùm đi. Tao cảm ơn nhiều. Ông nói vậy làm sao? Có coi được con mẹ gì. Mở ra toàn là mặt ma mặt quỷ chứ không. Cái tivi cũng hư nữa rồi. Tao nói mày rồi á, nhà ổng nghèo lắm, không có gì hết. Giờ sao giờ? Giờ tôi nói với hai chú gì nè. Bây giờ ba cái đó để từ từ đi, cho tôi khất lại vài bữa đi. Có tiền tôi trả luôn. Chứ mấy chú dòm qua nhà tôi có cái gì nữa đâu mà xiết với xéo, phải không? Sao? Có gì đâu xiết. Ổng có một con thần kê. Tao lấy cho tao. Có gì hả? Có gì khỏe nha. Trời ơi. Ê, không được bắt cho tao. Bắt cho tao. Bắt cho tao. Buông ra. Buông mấy bắt là tao đổi mạng với mày đó. Buông ra cho tao. Trời ơi, cướp với người ta, cướp. Trời ơi. Trời ơi, lại cho tao đồ quân ăn cướp. Mấy triệu. Đây. Trời ơi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Hôm nay dám đụng bố của tao à? Lão à? Giảm đi hắn. Đâu lỗ mũi? Mua kia nó cướp con gà của tao. Mày không buông ra để tôi mới nói chuyện được.
buông ra, buông ra. Dạ ra chứ sao. Tôi cúng gà hồi nào. Vậy chứ ông đang ôm con gì trên tay ông đó. Trời ơi trời, con gà thần kê của tôi mà nó liền với liền cục gạch gì. Có sao không thần kê ơi. Trời ơi à, rụng lông thần kê của tôi rồi. Tụi bay siết chặt tay nó lại cho tao. Dạ dạ. Vâng Siết chặt Gãy gãy chân tôi, gãy chân tôi. Buông ra. Mấy ông im hết đi. Cái gì đâu mà tới nhà người ta đòi tiền là sao chứ hả? Ông nợ tụi tôi á. Lâu quá ông trả thì tôi siết gà chứ sao. Trời đất ơi, ai biểu cho mượn chi. Biết mặt không quá rồi mà đời nè mà không trả tiền được. Mà cho mượn hoài vậy hả? Mà mượn bao nhiêu vậy? 20 triệu. Trời ơi, cho mượn chi tới 20 triệu. Ít quá, hèn chi không có tiền trả phải rồi. Ê, mày nói gì vậy hả? Tôi nói vậy có nghĩa là từ từ rồi tụi tôi tính rồi tụi tôi trả cho. Đúng rồi, nói đó nghe chưa. Là ông nói là cái gì kỳ cục. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà cầm rượu. Ông cầm rượu kìa. Ông ra đây. Ôi, bà đừng có bắt cầm. Người hung khí mang rờ là 20 năm thua chị ơi. Đừng có nói nhiều nữa. Năm tao không chơi nữa. Thôi, này. Thả hai ông ra đi, chạy đi. Buông ra, ông lột tụi tôi bây giờ. Chạy đi. Cút đi. Trời ơi. Tụi buông tao ra đi. Thôi mà tía, người ta chạy rồi tía ơi, đừng có làm vậy mà tía. Trời ơi, tụi buông tao ra đi. Thôi mà người ta chạy rồi mà, đừng có làm vậy. Siết rồi tao thở không có nổi nè. Trời ơi. Ủa cái gì? Tía hù tao thôi hả? Tao làm bộ thôi, tao hù nó thôi. Chứ rửa lục chành gì chém ai. Vậy mà con tưởng tía muốn chém người ta chứ. Buông sao chém nó ở tù hả? Ơi thiệt tình nè. Tía đi mất tía. Ok. Ok đó. Tiếu cứ vậy hoài à. Ê, này. Ê, vô đây nữa hả? Cái gì vậy? Vô đây làm gì nữa hả? Ê, không có chú ba. Con lụm chiếc dép. Thì dám hả? Trời ơi. Dám quay lại. Chiếc dép đen thừa lùi cũng quay lại nữa. Hồi nãy cô nói con nhớ nghe chưa? Cô hứa trả nợ cho ổng đó. Trả cái gì mà dám đòi tiền hả? Dám đòi tiền đó hả? Thôi đi. Nợ là phải đòi chứ. Thôi cứ đi. Thôi mà tía. Thôi. Tía đi rồi. Đi hả? Đi rồi. Biến rồi. Thôi. Nó bỏ thật để mà muốn nó vác mặt nó dám lại đây đòi tiền tao hả? Thôi mà thì tía thiếu nợ người ta thì ta đòi tiền là đúng rồi. Lúc nào cũng vậy hết, khổ tía ghê vậy à. Cờ bạc rượu chè đá gà nữa, có tiền nhiêu chơi nhiêu đi, bị đặt xâm tật mượn nợ người ta rồi không có tiền trả để ta đòi về quê ghê chưa. Người tụi con tới không kịp mà tía tiêu luôn rồi tớ. Làm gì tiêu con gì nữa, có dám làm gì tao không? Sao không dám? Bầm nó chứ đi nè. Thôi mà tía. Mà trời ơi, kỳ này làm gì mà tía mượn chi tới 20 triệu dữ vậy tía? Con nhớ là hàng tháng anh hai cũng gửi tiền về cho tía mà. Tháng nó gửi có 200 đô à, xài vô đâu đủ. Trời ạ, một tháng 200 đô, bố tiêu cái gì mà kinh thế? Trong khi hai vợ chồng con cả tháng luôn chi tiêu bằng phân nửa của bố thôi đấy. Đấy á, hai vợ chồng con mỗi tháng là chỉ còn 1 triệu đồng chằn thôi tía hả? Đấy. Nhiều quá không đủ tía. Mà bố Dượng làm gì tôi vậy hả? Rồi ông làm gì vậy? Qua đây. Trời ơi, hai này làm gì giống như gà mở cửa mã vậy. Thôi nha tía, con nói thôi nha, cái vụ nợ nần này là thôi nha tía. Rồi giờ sao, tía tính làm sao? 20 triệu đó đó, giờ tía tính làm sao? Nãy mày hứa mày trả giùm tía rồi đó. Đúng rồi á. Thì hứa suông thôi chứ trả sao trả được. Gì kỳ vậy? Thì... mày có tiền mày trả cho tía đi, trả Hiếu tía đi. Hiếu gì Hiếu, trả thì chị cũng phải trả chung với em chứ mình em sao gồng nổi. Mày mắc cười quá, nãy chính miệng mày hứa một mình mày trả, tự nhiên kéo vợ chồng nó vô làm sao chứ, tiền nó tao trả cho tía. Thì tía là tía chung mà chứ đâu phải tía một mình em đâu. Mày giàu tao thì mày trả. Thôi đừng có cãi nữa. Thì giờ thôi hai đứa gán gồng cho tía lần nữa đi. Cái gì nó cũng đã lỡ rồi phải không? Giờ hai con đứng ra trả tiền cho tía lần này nữa thôi. Tía hứa từ đây sắp tới tía không có rượu chè, không có cờ bạc, không mà tía sẽ chí thú làm ăn làm nở mài nở mặt tụi con, đúng không tía? Con này nghe quen quá vậy. Ủa sao mày thuộc hay vậy? Trời ơi, bài ca con cá của tía cao hoài, ghét tụi con thuộc luôn à. Ôi tụi bay không trả tao điện, tao kêu hai gửi tiền cho tao trả cho ta. Cái vụ này là con không có chịu nghe tía nghe. Lần nào cũng vậy á, mấy chục lần rồi. Tía hả, cứ mang nợ cái tía bắt anh hai trả tiền tía hoài à. Đâu xa mới gần đây nè, mới trả tức thì cái đợt cái nữa nè. Bây giờ trả nữa sao được, con không có chấp nhận cái này con cản à. Đúng đó, cái này là chị ba nói đúng nè. Bây giờ mà làm phiền anh hai tới mấy cái vụ này nữa hả, ảnh sẽ nói tụi con là không có biết quản tía. Dạ. Con này nói chuyện nghe mắc cười không. Tao cha mày hay mày cha tao mà mày đòi quản tao hả? Mệt tụi bay quá.
Thôi con mày, mày mày hổn nha mày, nghe chưa? Trời đất ơi, hổn gì mà hổn. Em nói quản đây là quản cái chuyện cờ bạc của tía, chứ có nói gì đâu mà hổn. Mày nói không rõ đầu đuôi. Ơ, rắn tía đưa cái tivi ở đây hả? Để đây cho tao coi. À, hay gì? Nói gì để hoài không bưng vô trong dẹp giùm cái. À, đưa vào đi. Chị Minh con bưng. Thằng này đứng đây chơi nữa này, hai thằng khiến vô đi. Ôi, hai thằng này thiệt chứ, gả con cho hai thằng bảy tao thấy hối hận quá. Cũng tiếc không, hồi xưa tía nợ, gả tụi con đi gán nợ, tía còn nói gì nữa. Ờ, cũng tiếc không à. Mà thôi thôi bỏ mấy cái chuyện này đi. Bây giờ con tính về nè, cái chuyện mà tía thiếu nợ á, thì con với chị ba coi ráng rồi trả nợ cho tía. Cái gì kỳ á thì tự nhiên lôi tao vô nữa là sao mày? Thì tại vì chị em thì cũng con của tía không, thì chị cũng phải ráng phụ với em đi, mệt à. Thôi vậy đi, hai đứa hùng để trả cái một cho gọn đi. Nói tới nó lui chi nữa, tới nó rồi. Tía. Ừ. Còn cái vụ đám dỗ tới á, tía tính làm sao? Dỗ ai nữa? Chàng á thì dỗ của má con chứ dỗ ai tía. Ủa tới rồi hả? Tới tía. Rồi. Vô vơ tía. Biết. Tía ơi, tuần tới là tròn 20 năm ngày má mất đó. Tía tối ngày cờ bạc gụ chè hoài, tía không có nhớ cái gì hết à. Mới đây mà 20 năm rồi hả? Trời ơi. Rồi tụi bay tính sao giờ, dỗ má tụi bay nào bên đó tính sao? Con á thì con tính á là làm vài chục mâm đó. Ừ. Lâu lâu mới có một ngày mà. Đúng. Mình phải mời á là bà con dòng họ chòm xóm luôn. Ừ. Mà chị ba á chỉ nói là làm vài mâm thôi. Thì đúng rồi tía, vài mâm thôi được rồi, gói ghém trong nhà đãi gì được rồi. Sao vài mâm được? Dỗ của má mày 20 năm rồi, phải làm cho nó hoành tráng, nở mặt nở mày với xóm làng. Chứ làm chi chút xíu gì làm chi? Vậy là làm hoành tráng phải không tía? Chứ sao? Vậy tía có tiền làm không tía? Không. Biết ngay mà, tía mạnh miệng không à. Biết là đám dỗ má thì phải cúng, nhưng mà cúng thì gói ghém trong nhà thôi. Mời cho nhiều người vô, ta tới ta ăn quá chặn. Ăn xong rồi đứng dậy ta quẹt mỏ, ta quẹt mông ta về. Người nhà mình á, tiền bạc không có, làm cho nhiều, phải tiết kiệm chứ. Đúng. Mình kinh doanh là mình phải mở tiệm. Dạ thưa Dượng, tôi nói là tiết kiệm chứ phải mở tiệm. Đừng lãng tay chị ơi. Lãng tay là lãng nhất hả? Lãng tay mà nó lãng cả người luôn chứ đâu phải lãng tay đâu. Kỳ cục. Thì thôi, bây giờ á, cái chuyện á, đám dỗ á, thì để con lo. Dỗ má thì lâu lâu có ngày thì mình làm cho nó hoành tráng lên. Sao? Vì mày lo phải không? Thì em lo đó. Mày lo một mình mày đúng không? Ừ, biết. Có là mặt tiếng làm chứng. Không được, không được, không được. Sao không được? Rồi á. Này, 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 này. Cô nói thế là cô xem thường vợ chồng tôi nhá. Tuy là vợ chồng của tôi ấy, là nghèo hơn cô thật, nhưng mà đây là đám dỗ của mẹ, chúng ta phải hoành tráng. Bởi thế mà gia đình tôi năm, gia đình của cô năm. Đó nghe chưa, cái này là tôi không có bắt nha, tự chồng chị nói nghe. Ê trời đất ơi, sao im mồm. Để đấy tôi lo. Đúng. Tao thấy thằng Từ Trần nói đúng. Ủa bố ơi. Ủa thằng Trần Từ nói đúng á. Đám dỗ của má vợ mình phải lo lớn chứ. Phải. Phải không? Vâng. Hợp gu với tía. Vâng. Mình phải biết chơi vậy đó mới đúng. Vâng. Chứ tao ghét, tao ghét mấy cái thằng có tiền nhiều mà kẹo. Làm bộ, làm bộ lãng tay. Vâng. Nói tới tiền là nó không có nghe. Vâng. Làm bộ. Cái nào phải ra cái đấy bố ạ. Đúng, đúng, đúng. Bởi dỗ mẹ mà, mình phải hoành tráng. Chứ mình không thể nào làm qua loa được. Đúng. Qua loa là hàng xóm người ta cười vào mặt mình. Người ta cười thúi đầu. Vâng. Mà thúi đầu tao đây nè, thúi đầu tao nè. Rồi nó mới lan, nó lây qua cái đầu của mấy con bay. Vâng, vâng, vâng. Chứ không phải như ai kia đâu bố. Giàu có lắm. Đó. Nhưng mà cực kỳ ki bo chảy nước. Ừ. Thưa tía. Gì nữa? Thưa tía, con không hiểu tía. Con nghe mãi mà con không hề hiểu là cái gì. Nghe nói là chảy nước, trong nhà ní ái chảy nước. Mày chảy nước, nói thẳng vô mặt mày là mày là keo kiệt là chảy nước đó, đúng không? À, chứ còn Vân Trần cái gì nữa, còn ai nữa? Ừ? Thôi thôi, đừng nói nữa. Ừ. Giờ tía tính sao tía? Vậy đám dỗ vậy là cứ hoành tráng đi hả tía? Hoành tráng đi. Dạ. 10 mâm. Rồi. Đó, giờ má mày nè. Dạ. Mới mất đây mà 20 năm. Ở giờ má mày tao mới nhớ tới thằng Hai Bình.
Nó bỏ xứ ra đi 20 năm nó chưa bao giờ về để thăm tao một lần. Chứ phải chi mỗi năm nó mỗi về để nó thăm tao, nó cho tiền thì tao đâu đến nỗi khổ gì nữa. Tía, nói gì kỳ, anh hai cũng gửi tiền với tía đều đều mà. Thì anh hai cũng phải gán cài gửi tiền về cho tía đó, tía ăn tía chơi. Con này sao đâm chọt tôi hoài vậy ha? Hả? Mệt mày quá. Giờ anh hai về mà anh hai không gửi tiền cho tía, tía có vui không? Bây giờ tao nói thiệt với tụi bay nha, thằng Hai Bình mà nó về đây đi, nó không cho tiền tao cũng được nữa. Ôi, cái này tía nói nha, con gọi điện con nói với ảnh nghe. Mày kêu nó về đây đi. Tao tính. Trời ơi, tính nói vậy thôi chứ con biết tính của tía à. Tía chơi chiêu dụ hoài. Ủa mà sao ngộ ghê nghe. Thời gian vừa rồi anh hai không có liên lạc gì với nhà mình hết trơn à. Kìa. Không biết ảnh có chuyện gì không nữa tía ơi. Hay là anh hai bị tai nạn giao thông. Trời ơi, không phải. Thằng này lâu lâu mở miệng cái thằng vô duyên. Thằng này vô duyên bẩm sinh nè. Thì anh bị gì không? Ủa nó có chuyện gì hả? Con cũng không biết nữa. Mà kỳ thiệt. Mới hôm qua con gọi điện cho ảnh cũng không có liên lạc được nữa. Có khi nào anh đổi số điện thoại không ta? Đổi số thì cũng phải cho người ta biết chứ. Đang có chuyện gì người ta điện, người ta kiếm nó, gửi tiền gửi bạc về rồi biết nó đâu mà kiếm. Trời ơi. Hết thuốc chữa. Tao có bệnh gì mà chữa. Cái tật của tía hết thuốc chữa rồi tía ơi. Thôi. Bây giờ nói chung là cái chuyện đám giỗ đó. Bây giờ con nói thiệt á, là chị ba không lo thì thôi, để vợ chồng con lo. Rồi, đó, vậy đi, tính vậy đi cho nó nhanh với gọn. Mời mâm nha con. Dạ. Thôi, tía, con xin phép tía về. Rồi, vậy đi, thưa gọn. Về. Dạ, về. À, dạ, bầm tía con về. Đó, khỏi, biết rồi. Mất là tao biết liền. Đó, dạ. Anh đi tía. Thấy hỉ. Về đi. Mình cũng về luôn đi. Sao bố? Ở đây nhậu chưa? Thế thì hay quá. Để nó về tao mình nhậu. Vâng. Tía. Mua về xị nó nhậu. Khỏi. Không có nhậu được. Không có nhậu được nha. Công chuyện đang đê, thời gian đâu mà nhậu. Với lại hôm nay chồng con nhậu không có được. Sao nhậu không được? Bị gì vậy? Chồng con bị nhức răng. Ôi trời ơi, răng của con sáng giờ nó nhức kinh luôn. Đau lắm bố ạ. Đau quá. Đau khổ chà. Nhức răng ăn nhầm gì tới nhậu? Bởi vì nhức răng không ăn được mồi. Mà không ăn được mồi nhậu vào mau say lắm bố. Thôi để vài hôm nữa nha. Để vài hôm con qua đây con cầu rượu bố ạ. Dòng cái mặt mày là tao biết sợ vợ rồi. Bữa đi nhau rảnh qua nhậu chơi. Vâng, vậy chúng con xin phép ạ. Rồi khỏi tía nghe. Vâng. Tôi về nha tía. Rồi đi về. Uống ít thôi nha tía. Nhớ vụ đám giỗ đó nghe. Dạ con biết rồi. Những vụ trả nợ cho tao đó. Tía cũng bớt cờ bạc nha tía. Từ từ chứ ba, vụ cờ bạc cũng phải từ từ mới bỏ được chứ được không mà kia dứt ngang hả? Sao được. Chạy chậm thôi, lọt đường bây giờ đến em. Mình khéo lo, tôi là tay lấy lụa mà liền. Tôi bực ông ghê vậy, tự nhiên hức chiếc rồi đãi 10 mâm chi tốn tiền vậy? Không nhẽ bà muốn vợ chồng Tư Hạnh cười vào mặt mình. Mà cái tiền đó đâu phải là một mình đâu, cả hai nhà góp vào. Ông mắc cười quá. Con Tư Hạnh nó bán trái cây ngoài chợ, lúc nào tiền cũng nhiều hơn vợ chồng mình. Tôi làm thợ may, ông chạy xe ôm, tiền sao bằng nó mà lúc nào cũng muốn ngang hàng với nó làm sao chứ. Bà đừng có nói nhiều quá mệt tay, cứ để đấy tôi lo. Ông lo làm sao? Bất quá mỗi ngày tôi chạy thêm 10 cuốc xe xong chứ gì. Ông cố là chuyện của ông, nhưng mà có khách hay không là còn là chuyện khác nữa chứ. Thế thì bây giờ cầm chiếc xe này vậy. Ông bị khùng hả? Bây giờ nếu không cầm chiếc xe, cầm cái may của bà mà chịu không? Điên hả? Trời ơi. Đau quá. Trời, cạo xe cái gì cục vậy hả? Tự dưng đánh người ta là thế nào? Trời ơi. Đau quá trời. Tôi leo lên. Ông đi về trước đi. Đi máy cày tôi về. Ok, này. Tôi biết máy cày của ai mà. Không cần biết. Mày mở sao? Trời ơi, đi về. Chạy xe đàng hoàng đi cho. Đỡ nó xuống coi. Ui trời.
tôi trả cho. Có được không đấy? Bình ơi. Dạ. Ông chủ đợi em chút xíu. Oh my god, sao bữa nay nóng dữ vậy ta? Ông chủ mình mở máy lạnh từ sáng giờ mà sao mồ hôi em cứ ra lùng được vậy nè. Tôi tìm nhỏ mồ hôi vô tô của khách. Dạ, lần thứ ba. I wish you have a music, please. Thank you, Daddy. Ông Khánh nó nói cái gì lằng nhằng với cậu nãy giờ mà lâu quá vậy? Dạ, thì ổng cứ nằng nặc đòi em á là chỉ cho ổng bí quyết cuộc thi bưng phở chạy nước rút 100m. Mà em có bí quyết gì đâu mà chỉ ổng. Ông này chắc tưng. Mà nói gì thì nói, hồi cậu đọc giải tới giờ là cái quán mình người ta biết nhiều hơn, khách cũng tăng thêm. Tôi định tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cậu á. Dạ, em cũng tính thưa với ông chủ là chắc cho em xin phép nghỉ việc vào tháng sau. Hả? Cái gì? Ông mới nói gì? Dạ, tại vì đầu tháng sau á là tròn 20 năm ngày mất của má em. Em phải về bển lo đám giỗ cho má và sẵn dịp thăm gia đình luôn. Cậu nói gấp quá, tôi cứ tính sao giờ. Chà, nan giải quá. Không có em cũng có người khác bưng phở được mà ông chủ. Không phải, tôi tính là tháng sau tôi về Việt Nam chơi. Ý định của tôi là muốn chỉ cho cậu cách nấu phở để cậu thay mặt tôi mà đứng quán mà. Em cảm ơn thành ý của ông chủ. Nhưng mà chuyến này chắc em không thể không về được đâu ông chủ. Đã gần 20 năm rồi, em chưa có về lần nào hết á. Sao vậy? Người ta ông mùng về nước mà, sao cậu lại không về? Tôi hiểu rồi. Hèn chi từ trước giờ tôi cứ thắc mắc là lương tôi trả cho cậu đâu có thấp đâu, mà cậu hà tiện quá trời. Có chiếc xe cà tàng mấy trăm đồng mà cậu cứ đi hoài. Tôi ráng về lo dỗ cho má. Rồi khi cậu trở về đây, tôi sẽ tăng lương và chỉ cho cậu bí quyết nấu phở. Dạ, nếu được như vậy thì em rất cảm ơn ông chủ. Invasive plant species called Verbena insulatus. It's a native to the Midwestern United States. It was a lot. I don't know what to say. This never happens to us. Thank you.
rồi, của chị là 50 nha chị. Việt Nam. Ờ, Việt Nam. À, dạ, à, cảm ơn chị, mà muốn ghé nữa nha chị. Việt Nam, không, hello, Việt, no, yeah, ga, Việt. Gì vậy? Nói nổi tiếng mì không á, tôi không nghe được chi cả. Đứa bà kêu tôi gọi cho anh hai là rắn. Trời ơi, bởi vậy, ăn học chi cho nhiều rồi dốt. Đưa đây, tôi nói chuyện cho, tôi biết. Alo. Nói nhanh quá tôi không hiểu gì hết trơn. Bye bye. Làm như này chầm để bà hiểu. Hiểu sao không hiểu? Nhưng sao hiểu gì? Mà hình như anh hai á, anh đòi sổ điện thoại không sai sổ nợ đúng không? Chết cha rồi. Không có liên lạc được, không có gặp ảnh. Trời, không biết ảnh có chuyện gì không ta? Còn cái chuyện ký là không có lo được cho tỉa. Vậy là tôi với bà, với ba Hồng là lo cho tỉa hả? Chứ ông nghĩ ai lo? Tía ăn nhiều lắm, tía còn chơi đánh bài nữa, tổn tiền nhiều lắm. Nè nè, tôi nói cho ông biết nha, tía của tôi là phải lo rồi. Bởi vậy hả, tối ngày tính toán keo kiệt quá à. Biết vậy hả, hồi xưa tôi không lấy ông đâu. Vậy bà cứ tưởng tượng đi. Ý tôi nói là mình phải song phẳng với nhau. Vợ chồng mình và vợ chồng bà Hồng là phải chia đôi. Đó là, như cái chuyện dồ mã đấy. Con mình bà lo là răng. Tôi nói vậy thôi, chứ dễ gì. Má là má chung chứ bộ, hai đứa cùng lo. Ừ, nữa thì được. Có điện thoại để tôi nghe. Alo. Hả? Gì mua có 4 trái chôm chôm vậy? Nghĩ. À, lộn, 4 kg hả? Trời ơi, cô ba ơi, sao không mua đại 40 kg đem qua lần cho nó tiện. Dạ thôi, có còn hơn không phải không? Dạ dạ, rồi 4 kg có liền. 4 ký chôm chôm cho cô ba. Mấy ông biết không, con thần kê tôi á, hăng hăng bay lên đó, bắt một cái con gà rừng của ông Tư Sa Láng á, trúng ngay cái phao câu một cái bụp, ngã xuống cái bịch vậy, đập đứng lên hước ba cái, ngã cái bịch chết tư luôn. Mà con gà tôi cái cửa không dính miếng máu, ngang dính toàn là dầu không. Ủa mà sao dính dầu? Bị nó đâm ngay cái phao câu của con gà Tư Sa Láng á, thì nó chảy dầu ra. Bây giờ ông thấy là ngoài biển người ta đang vớt dầu đó, là dầu con gà của Tư Sa Láng á đó. Con thần kê của ông này quả là siêu đẳng, giỏi. Giờ ông cái tướng ông miêu tả kiểu như vậy á, quả đúng là con thần kê của ông là vô địch thiên hạ. Nó là gà mà nó đứng có một giò vậy, đúng là xưa nay hiếm á nha. Hết chưa? À, trời ơi, nói mày không nghe. Ở trên thành phố á, xuống tới trả quá trời, tao bu đen thì trả mấy chục triệu, dễ gì tôi bán. Ông đá gà chơi thì được, chứ máu me cờ bạc, có ngày công an tóm cổ nha. Chơi thôi, chứ máu me gì, đá kiếm nhậu lấy ra vậy thôi, kiếm cơm. Đại gia tới kìa. Năm. Để giá gì, ổng là năm nổ đó, để giá gì. Vô đây quăng lựu đạn bây giờ đây nè, mấy ông coi chừng bị thương đó. Ô, chào chí ngủ. Ô, bà Lép. Vô, năm ơi. Rồi, làm ly. Rồi, chào. Vô năm lựu đạn ơi. Ủa, liệu có ai có sẵn vậy? Mới cúng anh đó, cúng á, mới cúng có mặt liền linh à. Anh là cứ giỡn hoài, thôi vô trễ rồi phạt nha. Nha. Rồi được rồi. Hồi nãy đi từ xa tới nghe ai kêu đại gia là ai kêu vậy ta? Hả? Không kêu đại gia, chứ biết kêu sao? Anh là đại gia, chủ giữa cá hải ngư, giàu nhất cái vùng này ai mà chẳng biết. Giàu có gì anh ơi? Có khoảng chừng mấy chục mẫu đất để nuôi cá, với khoảng chừng 90 cái bà cá thôi, chứ giàu có gì. Trời, người ta cái chòi cấm câu còn không có, anh nằm còn khiêm tốn chi nữa. Khiêm tốn cái con mẹ gì, ổng đang dên giáo khoe của đó, mấy ông không biết. Khiêm tốn cho ông à. Anh ba này, của cải của tôi á, cải dùng này ai mà không biết. Mắc mới gì tôi phải khoe khoang, đúng không chứ hữu? À. Vô. À, ba Lép.
nãy qua nhà anh tìm mà không gặp, định gặp anh á bàn anh số chuyện. Chuyện gì? Thì anh cũng biết rồi đó, cái hầm cá nhà tôi á chuẩn bị thu hoạch rồi, mà mỗi lần thu hoạch vậy á nó nói tiền á mười mấy cái bao tải á là 8 cái máy đếm tiền mà đếm cả ngày cả đêm 24/24 mà đếm không xuể luôn á. À, thấy nổ chưa? Ấy, tôi thấy anh cũng không có nghề ngỗng gì mà ham ăn ham nhậu lo bài bạc không à. Ấy thôi qua nhà tôi phụ đếm tiền tôi được không? Năm. Mời anh vô đây nhậu để anh kiếm cớ móc họng tôi hả? Trời ơi, móc họng móc cầu gì không biết nữa. Tôi thấy anh mê tiền thì bây giờ tôi giúp cho anh được cái công việc là ngồi đếm tiền. Bây giờ anh không chịu làm á, tôi cho mấy người này đăng ký làm á. À, tôi phun phong trước nè anh Năm. Đó, thấy chưa? Tôi phun anh ưu tiên cho tôi anh Năm. Thấy chưa? Cũng xung phong nữa nha anh Năm. Thấy chưa? Thấy chưa? Sắp hàng đùm nượp đó. Chỗ thâm tình mấy chục năm nay rồi. Tôi giúp đỡ anh, vậy mà anh không chịu. Rồi thôi tôi mời mấy người khác. Đúng không? Đúng không? Dẹp đi, cái mặt tôi gì đây làm công cho anh hả? Công cán gì ở đây? Tôi thấy anh á bèo quá, hẻo quá, đang thất nghiệp nữa. Là bây giờ qua nhà tôi ngồi đếm tiền thôi. Có gì đâu, công việc rất là nhẹ nhàng, đúng không chứ hữu? Mà nè, ngồi đếm tiền của tôi, chứ đừng có tưởng tượng là tiền của anh rồi anh giếm nó nghe ông nội. Sỉ nhục tôi đó hả? Nhục gì? Giả đi, giả hộ mặt xưng Hà Bá vậy. Đó, mấy người chờ đi, đây nè, chống con mắt lên. Chờ hai bình con tôi về đó, tôi cho mấy người sáng con mắt lên. Thằng hai bình á hả? Ừ. Nó làm giống gì nó vào? Trời trời, có chục tiệm phở bên Mỹ mà không vào hả? Chà, bên Mỹ mà có chục tiệm phở, chắc là triệu phú, chứ phải giỡn chơi đó anh Năm. À, thằng này biết nè, thằng này có đi Mỹ nè. Ờ, biết cái con khỉ gì ông ơi. Mỹ cái gì mà Mỹ, ổng quăng lựu đạn á, đừng có tin ổng, thấy mới tin. Trời ơi, quăng lựu đạn mấy ông chi, tôi nói thiệt đó. Thiệt cái gì mà thiệt? Thiệt luôn đó. Rồi chừng nào nói gì à? Ngu à, ngu nói ngày nó về đặng cho mấy ông biết, mấy ông bu lại, mấy ông rượu nhỏ nhậu hết tiền luôn hả? Ai bè ông ơi. Nói nghe tự ái không, nói nghe tự ái không. Bây giờ nè, ông đừng có quăng lựu đạn nha. Tôi giả dụ nè, bây giờ con ông nó giàu đi. Tại sao nó không giúp đỡ ông để xây cái căn nhà cho nó khang trang? Ở cái nhà gì đâu mà cái chậu ra cái chậu, cái nhà ra cái nhà là sao? Đúng hả? Thằng con bất hiếu. Con cái gì bất hiếu quá. Cái kiểu này không phải là chủ tiệm phở đâu, mà là cái thằng bưng phở. Đúng. Ờ cười đi, thả miệng chó ra cười đi. Mày á, thả miệng chó mày ra mày cười nha. Rồi mới mốt con tao về nè. Đừng có bú lỡ nha, rủ nhậu bọn rút nha. Ờ cười đi, nghe cái chó ra cười đi nha. Thử gái cho mày. Quê rồi. Nó, thầy làm ba mới thiệt anh Năm. Ừ, chắc anh mới thiệt á. Chắc chẳng lẽ chuyện gì em cũng xạo sao? Để mốt nó về biết. Ừ, cũng có thể đó. Thôi chứ Hữu, vô một cái để tôi về tôi mà thực hiện kế hoạch tôi coi. Vô rồi. 1, 2, 3, vô. Bữa nay đi chợ mua được nhiều đồ ngon không gì hai? Ờ, thì đâu có gì đâu. Mấy củ khoai lang với mớ rau về nấu canh cho mấy đứa nhỏ thôi à. Mà Út Vân nè. Dạ. Sao tao thấy bay không bỏ cái nghề này để lên bờ mà kiếm cái nghề khác mừng. Chứ dân xứ mình bây giờ còn có ai cần đi đò nữa đâu. Cầu xây mới Hà Rầm mà, ai đi đò nữa. Giờ con lên bờ con làm được gì hả dì hai? Với lại gắn bó với mái chèo riết cũng quen rồi, bây giờ mà bỏ thấy nó thiếu thiếu. Vậy thì bay kiếm tấm chồng để nó lo cho bay. Trời ơi, con xấu xí quê mùa vậy nè, ai người ta thèm ngó. Với lại giờ con mà đi lấy chồng á, ai lo cho tía con? À, phải rồi, còn tía bay nữa. Mà tía bay cũng ngộ thiệt đó nha. Ổng ở đây cả chục năm rồi mà tao chưa bao giờ nói chuyện với ổng một lần. Hay là thấy ổng mở miệng cười? Ủa, bộ ổng súng răng hết hay sao mà sợ mắc cỡ vậy? Vì hai chọc tía con à. Tính khí tía con vậy rồi biết làm sao giờ. Ngay cả con là người trong nhà nè,
mà nhiều khi còn ít nói chuyện với tía nữa, huống chi người ngoài. Thiệt tình, thằng cha của bay đúng là lập dị khác người. Có chừng gì hay? Mai về, cảm ơn ông Bay. Dạ. Dì Hai đi cẩn thận nha. Mai gặp nữa ha. Dạ. Mà sao cha Năm vui biết hai bình con mình bưng phở mướn cho người ta bên Mỹ trời. Cha này tài thiệt chứ. Thả lên. Kêu gì ông Thần? Nghe nói thằng Hai Bình con anh sắp về hả? Chứ tôi đâu rảnh đâu nói giỡn với mấy ông chi. Anh Ba hả? Dạo này còn thiếu hụt tiền bạc gì không? Chứ vậy tính cho mượn tiền hay gì? Thì lúc trước ông đã thiếu tôi 1,000,000 rồi, bây giờ cho mượn thêm chút đỉnh nữa ăn thua gì. Trời, tưởng cho luôn sàn cho mượn cũng như không. Thì cứ mượn đi, rồi thằng Hai Bình con anh về kiếm nó trả. Rồi tôi có thiện ý mà anh không mượn thôi tôi về. Nam anh Nam, anh sao cái tánh hờn ác hoài. Mấy cái này tôi dạo này cũng đang kẹt à. Anh có anh cho tôi mượn đỡ về xị đi. Thần Hai Bình con tôi mới về các tôi trả đủ cho không thiếu cách nào đâu. Không sao, bạn bè chung sớm với nhau mà. Chiến hữu mà, giúp đỡ nhau những khi hoạn nạn. Thôi được rồi, coi còn bao nhiêu tiền ta. Gỡ kỹ có gì cho nội. Cứ đem nhiều cướp ngư vật ha. Dạo này cướp bóc dữ lắm. Đây, trong này là còn 365.500 đồng. Ủa chưa đếm sao biết? Cái gói tiền này một ngày tôi đếm ít nhất 8 lần nhé. Đếm riết mà tiền nó nhão quá trông thấy hả? Vậy đó hả? Nè, cộng lần trước cái lần này luôn á, là anh thiếu tôi 1,785,500 đồng á nghe. Biết rồi. Muốn giật đâu mà sợ. Thôi cảm ơn nha. Không có chi. Đi nghe. Ủa anh Ba hả? Nghe nói thằng Hai Bình con anh còn độc thân hả? Hỏi chi cha nội? Không có. Hỏi chơi vậy thôi. Chừng nào nói gì cho tôi biết nghe. Rồi yên chí. Đi nghe. Dính đòn rồi ba lém ơi. Tía, hồi sáng con nói thuốc mình để sẵn á, tía uống chưa tía? Đặng, tao không uống. Thank you.
Tía, con nấu lại rồi nè tía. Uống là mau hết bệnh, đỡ nhức đầu tía. Tía, tía uống đi tía. Tao đã nói không là không. Tao không uống.